Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút khuya ngày 10 tháng 5, nam thanh niên khoảng 25 tuổi ngụ tỉnh Bình Phước điều khiển xe máy mang biển số 93T63441 lưu thông trên đường Lê Quý Đôn hướng từ thành phố Đồng Xoài đi Mã Đà, Đồng Nai. Đến đoạn khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân, nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ khá cao tông thẳng vào xe ô tô 7 chỗ mang biển số 93A18222 đang lưu thông cùng chiều trước đang rẽ phải vào đường hẻm. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên và xe máy bị văng dội ngược trở lại. Nam thanh niên bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe máy hư hỏng nặng phần đầu, xe ô tô 7 chỗ hư hỏng bên hông phải.